Chào các em. Ở các bài học trước thì chúng ta đã được nghiên cứu về điện trường rất là kỹ rồi. Thế ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái phần rất là tương tự, nội dung rất tương tự, đó là từ trường. Thế từ trường của chúng ta nó là gì và các đặc điểm ra làm sao? Thì nó rất là tương tự với điện trường. Các bạn sẽ có như sau. Đầu tiên là chúng ta nói về lý thuyết hết nhé. Từ trường là gì? Đó là môi trường xung quanh các dòng điện hoặc là các nam châm hoặc là các điện tích chuyển động. Thì xung quanh những cái vật chất như vậy là có từ trường. Các bạn cùng nhớ lại xem điện trường là gì. Điện trường đó là môi trường xung quanh các điện tích. Tức là điện tích của chúng ta đứng yên hay chuyển động thì đều có điện trường. Tuy nhiên muốn từ trường tồn tại thì chúng ta phải tạo ra các cái dòng điện, tức là các cái điện tích chuyển động. Nam châm thì thực ra cũng bên trong lòng của nó cũng do các cái dòng điện tạo ra mà thôi. Tức là bên trong nam châm chúng ta thực ra là có các cái dòng điện hay là các cái điện tích chuyển động. Vậy thì tóm lại, đó là điện trường thì gây ra bởi các điện tích đứng yên hay là chuyển động cũng được hết. Nhưng mà từ trường thì chỉ sinh ra ở xung quanh các gì? Điện tích chuyển động hay chúng ta còn gọi là dòng điện. Đấy chưa? Và nam châm xung quanh nó có từ trường thì cái bản chất đó là trong nam châm của chúng ta nó cũng có những cái dòng điện xoáy, thì có nghĩa rằng là nó cũng do các cái điện tích chuyển động mà thôi. Nhớ chưa nhỉ? Thì đó là những cái bản chất mà các em cần so sánh giữa điện trường và từ trường. Tiếp theo là chúng ta có khái niệm về vector cảm ứng từ B. Ở phần điện trường chúng ta có khái niệm về vector cường độ điện trường, đó là cái đại lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực của điện trường của chúng ta khi mà chúng ta đặt một cái điện tích ở trong điện trường. Thế ở đây thì chúng ta có vector cảm ứng từ B là gì? Cũng là một đại lượng rất là tương tự như vector cường độ điện trường. Vector cảm ứng từ B của chúng ta tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực của từ trường khi mà chúng ta đặt một điện tích chuyển động hay là một cái đoạn dòng điện ở trong từ trường. Hiểu chưa? Đấy. Và độ lớn của vector cảm ứng từ B của chúng ta có thể ký hiệu đó là như thế này, hoặc là chúng ta viết B như này thôi là cũng được. Và đại lượng này chúng ta sẽ gọi là cảm ứng từ. Cảm ứng từ nghĩa là độ lớn của vector cảm ứng từ B. Được chưa nhỉ? Và đơn vị của nó là Tesla. Đó. Đặc biệt quan trọng đó là chúng ta sẽ đi nghiên cứu về từ trường tạo bởi những cái dòng điện có hình dạng đặc biệt. Chúng ta sẽ đến với những cái dòng điện có hình dạng đặc biệt như ở đây. Thứ nhất đó là dòng điện chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Đấy, chúng ta nghiên cứu một cái dây dẫn gì? Rất là thẳng và rất là dài. Đấy, và có dòng điện Y chạy qua. Thế thì cảm ứng từ xung quanh cái dòng điện Y này của chúng ta như thế nào? Thì chúng ta nói về đường sức từ. Đấy, trước tiên chúng ta nói về đường sức từ. Trong phần điện trường thì chúng ta được nghiên cứu về đường sức điện. Đường sức điện là gì? Đó là cái đường vẽ ở trong điện trường. Sao cho tại mỗi một điểm thì vector cường độ điện trường là tiếp tuyến với cái đường sức điện đó. Và chiều của vector cảm ứng từ chính là chiều của đường sức điện. Ở đây hoàn toàn tương tự. Đường sức từ là gì? Đó là những cái đường mà chúng ta vẽ ở trong môi trường của từ trường. Sao cho vector cảm ứng từ tại một điểm là trùng với tiếp tuyến, nó nằm trên cái tiếp tuyến tại cái điểm đó của đường sức từ. Đấy, và chiều của vector cảm ứng từ chính là chiều của đường sức từ. Đấy, thì đó là khái niệm của đường sức từ. Thế thì người ta sẽ thấy rằng là đường sức từ xung quanh các cái dòng điện thẳng dài, đó là các cái vòng tròn đồng tâm nằm vuông góc với mặt phẳng, nằm trong mặt phẳng mà vuông góc với dây dẫn. Các bạn hiểu chưa? Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta đang có vẽ một cái đường sức từ đây, đúng không nhỉ? Đấy, đường sức từ này vuông góc với cái mặt phẳng mà chứa cái đường sức từ này, chúng ta dĩ nhiên là phải vuông góc với cái dòng điện của chúng ta ở đây. Được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta có vô số các cái đường sức từ. Đấy, qua mỗi một điểm thì chúng ta vẽ được một gì? Một đường sức từ, và chúng ta sẽ có vô số đường sức từ. Thế thì vector cảm ứng từ B tại một điểm M, do đó chúng ta sẽ xác định như thế nào? Độ lớn thì chúng ta phải chấp nhận thôi, chúng ta không chứng minh được. Chỉ có cách duy nhất là thuộc. Độ lớn của vector cảm ứng từ B tại một điểm M mà chúng ta nghiên cứu được tính bằng công thức là 2 nhân 10 cũng trừ 7 nhân với y chia cho r. R là khoảng cách của cái điểm M mà chúng ta đang cần tìm vector cảm ứng từ tới cái dây dẫn của chúng ta. Được không? Đây bạn r. Đấy. Còn cái đấy là cái độ lớn thôi, còn cái phương chiều như thế nào? Phương thì dĩ nhiên là tiếp tuyến với đường sức từ đi qua điểm M này. Và dĩ nhiên là muốn vẽ được đường sức từ rất là dễ. Đó là chúng ta vẽ đi qua M của chúng ta một cái mặt phẳng vuông góc với dòng điện. Rồi chúng ta vẽ một cái đường tròn. Được chưa? Chúng ta vẽ một cái đường tròn như này. Và đường tròn này nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện của chúng ta. Đấy, và bây giờ chúng ta vẽ tiếp tuyến
với cái đường tròn được sức từ đấy của chúng ta, một vector b là xong, đúng không? Thì đấy là phương. Thế còn chiều như thế nào? Đấy, phương ở đây chính là tiếp tuyến, tức là vuông góc với bán kính. Đấy. Thế thì chiều như thế nào? Thì chúng ta áp dụng quy tắc đó là nắm bàn tay phải. Đấy. Chiều của cái đường sức từ này ra làm sao? Đó là chúng ta sẽ đặt, chúng ta nắm bàn tay phải lại như này. Cái chiều khom, cái chiều khum của bàn tay phải của chúng ta, đấy, chiều từ cổ tay cho tới đầu ngón tay của chúng ta chính là chiều, xin lỗi, nhắc lại này, đó là quy tắc bàn tay phải chúng ta áp dụng cho trường hợp này như thế nào. Đó là chúng ta sẽ nắm bàn tay phải như này, ngón tay cái chúng ta chõi ra chính là chiều của dòng điện. Đấy, như đây là chiều dòng điện. Đấy, còn cái chiều khom từ cổ tay cho tới đầu ngón tay của chúng ta chính là chiều của đường sức từ. Đấy, chiều của những cái đường sức từ xung quanh dòng điện thẳng dài vô hạn. Được chưa? Và do đó chúng ta thấy trong trường hợp này, đấy, thì đường sức từ của chúng ta theo cái chiều như thế này, nhìn từ trên xuống chính là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là đường sức từ này có chiều như thế này. Được chưa? Mà do đó cái vector cảm ứng từ chúng ta tại điểm M này sẽ có chiều như đây. Hiểu chưa? Đấy. Thì đó là chúng ta đã có về từ trường xung quanh các cái dòng điện thẳng dài vô hạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có từ trường xung quanh những cái dòng điện tròn. Đấy, dòng điện chạy trong những dây dẫn tròn. Thì nó gây ra cái từ trường như thế nào? Thì ở đây chúng ta chỉ xét tới từ trường hay là vector cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn này mà thôi. Còn các chỗ khác chúng ta không nghiên cứu. Được chưa? Đấy, đối với dòng điện tròn các em nhớ như thế cho thầy. Vậy đây chúng ta đang có một cái dòng điện tròn như thế này. Đấy, chiều dòng điện là chiều ngược chiều kim đồng hồ như đây. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta cần xác định vector cảm ứng từ B tại tâm của cái dòng điện tròn này. Thầy đã vẽ cho các em ở đây rồi, đúng không? Thì cái độ lớn của vector cảm ứng từ B này của chúng ta sẽ là bằng 2pi nhân 10 cos 7 nhân y chia r. Y là dòng điện chạy trong cái dây dẫn tròn này, r là bán kính của dây dẫn tròn này. Đấy, các bạn nhớ là công thức khá là giống nhau. Nhưng đây là 2pi nhân 10 cos 7 nhân với y chia r, còn đây là gì? Không có pi. Đấy, khác nhau một cái đó là không có thừa số pi ở đây. Còn đây có thừa số pi. Được chưa? Đấy, đây là khoảng cách, r này là khoảng cách của điểm M tới dòng điện thẳng dài. Còn r này của chúng ta chính là bán kính của dòng điện tròn. Thế bây giờ cái phương chiều, đấy, phương chiều của cái vector cảm ứng từ B tại tâm O này như thế nào? Thì nói là về phương này. Phương thì nó nằm, phương của chúng ta thì sẽ là nằm trên cái đường thẳng mà vuông góc với mặt phẳng dây dẫn đi qua tâm. Đấy, phương nằm trên cái đường thẳng vuông góc với mặt phẳng dây dẫn của chúng ta và đi qua tâm O. Chiều như thế nào? Thì chúng ta áp dụng theo quy tắc nắm bàn tay phải. Đấy, hai trường hợp này nó kiểu là như nhau, là nào giống nhau. Nhưng chỉ khác cái là ở đây là con tay cái chúng ta là chiều dòng điện. Còn trường hợp này chúng ta thì chiều khom của lòng bàn tay của chúng ta là chiều dòng điện. Đấy, chúng ta cũng lại đặt bàn tay phải như này, nắm bàn tay phải lại. Thì chiều khom từ cổ tay cho tới đầu ngón tay của chúng ta là chiều dòng điện. Đây chính là chiều dòng điện. Ngón tay cái chúng ta chõi ra chính là chiều của vector cảm ứng từ tại tâm. Được chưa? Vậy hai trường hợp này chúng ta thấy rằng là đều áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải. Nhưng chỉ khác nhau về cái chiều khom và cái chiều ngón tay cái chúng ta chõi ra. Hai trường hợp này đổi chỗ với nhau. Hiểu chưa nhỉ? Đó. Và nếu như mà khung dây của chúng ta có n vòng, chúng ta có một khung dây tròn có n vòng quấn sát nhau, thì vector cảm ứng từ tại tâm của chúng ta sẽ có độ lớn là bằng 2pi nhân 10 cos 7 nhân với n nhân y chia r, tức là chúng ta nhân thêm n vào. Các bạn hiểu chưa? Nhân thêm n vào. Đấy, bởi vì mỗi vòng dây thì gây ra một cảm ứng từ, đó là vector cảm ứng từ là có độ lớn là 2pi nhân 10 cos 7 nhân với y chia cho r. Đấy, vậy thì n vòng dây đều gây ra các cái vector cảm ứng từ giống nhau, đúng không? Là như thế này, có độ lớn như thế này, lại cùng chiều, cùng phương, thế nên cộng vào nhau. Đấy, các bạn hiểu là như vậy. Đó. Cuối cùng là chúng ta sẽ nghiên cứu về từ trường gây ra bởi dòng điện chạy trong ống dây hình trụ. Thì ở đây chúng ta chỉ có quan tâm tới từ trường trong lòng ống dây thôi. Thì người ta thấy từ trường trong lòng ống dây của chúng ta là từ trường đều. Từ trường đều là gì? Đó là từ trường mà tại mọi điểm mà có vector cảm ứng từ tại mọi điểm là giống nhau, tức là cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn. Hiểu chưa? Vậy thì trong lòng dây này của chúng ta là từ trường đều. Và từ trường đều này của chúng ta độ lớn tính như nào? Đó là 4pi nhân 10 cos 7 nhân với n in hoa chia l nhân y. Y là dòng điện chạy trong ống dây, l là chiều dài của ống dây. Còn n in hoa này chính là số vòng dây quấn trên ống dây. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy, còn n chia cho l này, đôi khi người ta sẽ viết thành là cái n con. Đấy, n con chính là bằng n lớn chia cho l nhỏ, chính là mật độ số vòng dây trên một đơn vị chiều dài. Các bạn hiểu chưa? Đấy. Thì đó về độ lớn. Phương chiều như thế nào? Từ trường là từ trường đều rồi.
Vậy thì nó phải có phương và chiều chứ, đúng không? Thì phương là dọc trục ống dây. Đấy, có nghĩa là nằm trên trục ống dây này. Thế chiều như thế nào? Chúng ta áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải. Chúng ta nắm bàn tay phải lại. Và bây giờ chúng ta đặt bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay cho tới đầu ngón tay của chúng ta là chiều các dòng điện, đúng không? Như ở đây chúng ta thấy rằng là phải để bàn tay như thế này. Đấy, chúng ta nhìn từ ngoài, đấy, ở trước mặt bảng vào, trong mặt bảng của chúng ta thì chúng ta thấy dòng điện nó đang đi lên, đúng không? Thì chúng ta đặt bàn tay phải như thế. Đấy, thì chúng ta phải đặt chiều từ cổ tay cho tới đầu ngón tay chúng ta là đi lên như thế này. Thì chiều ngón tay cái chúng ta choãi ra chính là chiều của vector cảm ứng từ ở trong lòng ống dây của chúng ta. Đấy, và đây dĩ nhiên là đi sang gì? Từ trái, từ phải qua trái. Hiểu chưa? Và chúng ta thấy rằng là trong lòng ống dây là từ trường đều và độ lớn tính như thế này. Được chưa? Và cuối cùng là chúng ta có nguyên lý chồng chất từ trường. Tức là có thể người ta sẽ cho chúng ta một bài toán mà có rất nhiều các loại dòng điện. Nhưng mà người ta lại hỏi chúng ta là vector cảm ứng từ tại một điểm gây ra bởi các dòng điện đấy. Thì chúng ta sẽ đi xác định vector cảm ứng từ do dòng điện 1 gây nên tại điểm đấy này, dòng điện 2 gây nên tại điểm đấy, vân vân. Rồi chúng ta sẽ làm gì? Cộng theo quy tắc vector. Đấy, nếu như mà là hai vector thì chúng ta cộng theo quy tắc hình bình hành. Cái này các bạn rất là thân quen rồi, đúng không? Thế thì đã xong lý thuyết, bây giờ chúng ta sẽ đến với các ví dụ để cho các bạn hiểu hơn, hiểu rõ về bài học ngày hôm nay của chúng ta nhé. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 1. Bài cho chúng ta đó là hai dây dẫn thẳng dài vô hạn song song cách nhau 10 cm, dòng điện chạy trong hai dây ngược chiều nhau và có độ lớn là 20A và 10A. Bài yêu cầu chúng ta xác định cảm ứng từ tại điểm IA, IB. IA chúng ta làm trước đi. IA của chúng ta ở đây đó là cái điểm mà cách đều mỗi dây 5 cm. Chúng ta nhận thấy rằng là hai dây cách nhau 10, đúng không? Vậy thì cái điểm này của chúng ta là, thầy vẽ hai dây đây đúng không? Thầy đánh cái dây này của chúng ta dòng điện là I1 đi vào trong đi, đi vào trong mặt bảng. Thế nên chúng ta sẽ nhìn thấy đuôi của dòng điện, tức như kiểu cái mũi tên ấy. Chúng ta nhìn thấy đuôi, tức là dấu nhân. Còn dòng điện này nó đâm từ trong mặt bảng ra ngoài, chúng ta nhìn thấy đầu của mũi tên dòng điện, tức là dấu chấm, được chưa? Đây là I2. Và chúng ta cần xác định cảm ứng từ tại cái điểm cách đều hai dây của chúng ta. Đấy, điểm đấy. Được chưa nhỉ? Chúng ta có thể gọi đấy là điểm điểm gì? Điểm O đi. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ đi xác định cảm ứng từ do dây I1 và I2 gây nên tại O. Đấy, từng dây một. Giả sử là không có dây I2 đi thì cảm ứng từ do I1 gây nên tại O như thế nào? Thì chúng ta áp dụng theo cái quy tắc bên đây, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm chuẩn xác, chúng ta sẽ vẽ một cái đường gì? Đường sức từ đi qua O, đúng không? Đường sức từ đi qua O chính là cái đường tròn mà có tâm là nằm trên cái dây I1 của chúng ta. Và cái đường tròn đấy nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn I1, tức là cái đường tròn đấy phải nằm trong mặt bảng. Vậy chúng ta sẽ kẻ một cái đường tròn tâm I1 và đi qua O, được chưa? Rồi chúng ta sẽ áp dụng quy tắc nắm bàn tay tay phải để xác định cái chiều của cái đường sức từ này. Rồi sau đó chúng ta kẻ tiếp tuyến với đường tròn đấy của chúng ta tại O là xong. Vậy chúng ta thì làm nhanh như này. Chúng ta sẽ thấy rằng là theo quy tắc nắm bàn tay phải thì chiều dòng điện bây giờ phải là đi từ ngoài vào trong mặt bảng. Vì vậy chúng ta phải nắm tay như này. Được chưa? Chiều khom từ cổ tay cho tới đầu ngón tay chúng ta đây là chiều kim đồng hồ. Đúng không? Chiều kim đồng hồ. Và do đó mà chúng ta thấy rằng là đường sức từ như thế này. Không vẽ ra nhưng chúng ta tưởng tượng như thế này. Vì vậy mà cái vector cảm ứng từ khi mà đi qua O của chúng ta ở đây sẽ phải đi xuống. Đó, đây chính là B1. Được chưa? Đây sẽ là B1. B2 chúng ta như thế nào? B2 của chúng ta thì chúng ta áp dụng tương tự do I2 gây nên, chúng ta áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải đây. B dòng điện phải đi gì? Đi ra. Thế nên chiều của đường sức từ đấy, xung quanh I2 chúng ta như thế này, ngược chiều kim đồng hồ. Tức là nó sẽ gây ra vector cảm ứng từ tại O này của chúng ta cũng đi xuống dưới, B2 đi xuống dưới. Đấy, B2 đi xuống dưới. Vậy thì tổng hợp theo phương pháp nguyên lý chồng chất từ trường này của chúng ta thì vector cảm ứng từ tổng hợp chúng ta sẽ là tổng của hai vector này. Đấy, cộng lại. Đây chính là vector B chúng ta cần tìm. Được chưa nhỉ? Đấy. Và chúng ta dễ dàng thấy do B1, B2 chúng ta cùng chiều. Thế nên là B của chúng ta đây sẽ là bằng B1 cộng với B2. Thế nếu như B1, B2 chúng ta ngược chiều thì B của chúng ta sẽ là bằng B1 trừ đi B2 trị tuyệt đối. Đúng không? Và chiều sẽ có chiều của vector cảm ứng từ lớn hơn. Đấy, còn ở đây dĩ nhiên là chiều của cả hai vector đấy rồi. Đấy, và ở đây chúng ta chỉ cần ấn máy tính là xong. Bằng 2 nhân với 10 cũng trừ 7. Đấy.
nhân với y1 chia cho cái đoạn này chúng ta đây là 0,05. Đúng chưa? Cộng với y2. Cộng y2 chia cho 0,05. Đấy, được chưa? Và chúng ta ấn máy tính. Đây sẽ là bằng y1 bằng bao nhiêu? 20 chia 0,05 cộng với 10 chia 0,05 bằng 2 nhân với 2 nhân 10 trừ 7. 1,2 nhân 10 trừ 4. Tesla thì đấy ý B nào. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là vector cảm ứng từ do y1 gây nên tại cái điểm N này của chúng ta. Điểm N này là cái điểm mà cách dây y1 8 cm, y2 6 cm. 6 bình cộng với 8 bình bằng bằng 10 bình, đúng không? Thế nên chúng ta sẽ có là cái tam giác này chúng ta là vuông tại N. Đúng chưa? Vậy, chúng ta đi xác định B1 nào. Đấy, đây. B1 chúng ta đây. B2 chúng ta đây. Nhớ phải vuông. Vuông góc cái bán kính đúng không? Đấy, B2 chúng ta đây. Vậy thì chúng ta áp dụng theo quy tắc hình bình hành, đây chính là quy tắc hình chữ nhật luôn. Chúng ta sẽ có B đây. Đấy. Và từ đây dễ dàng chúng ta suy ra đó là B của chúng ta sẽ là bằng, nó đường chéo thế nên nó bằng căn bậc 2 của B1 bình cộng với B2 bình. Và chúng ta sẽ có đây là bằng 2 nhân 10 ngũ trừ 7 này, đúng không nhỉ? Đấy, ở trong đây chúng ta có thể nhóm trong đây còn căn bậc 2 này của y1 chia cho y1 chia cho đoạn này bao nhiêu đây? Bằng 8 đúng không? 0,08 bình. 0,08 bình phương cộng với y2 chia cho 0,06 bình phương. Đấy, và chúng ta sẽ có là bằng, đúng không? Y1 bình 20 chia cho 0,08 bình phương cộng với mở ngoặc 10 chia 0,06 bình phương bằng căn ra. Rồi nhân với 2 nhân 10 với trừ 7. 6 nhân 10 ngũ trừ 5 à? Ừ. Đúng không? 6 nhân 10 ngũ trừ 5. Sấp xỉ chứ không phải bằng đâu. Nhá, ý C. Người ta yêu cầu chúng ta định cái vị trí mà cái cảm ứng từ tại cái điểm M bằng 0. Vị trí M là ở đâu? Đấy, đây chúng ta có Y1 này. Y2. Đấy, chúng ta dễ dàng thấy rằng là do IA này, chúng ta lý luận như IA thì tất cả những cái điểm nằm trong cái đoạn Y1, Y2 này của chúng ta chắc chắn rằng là vector cảm từ sẽ khác không, bởi vì là B1, B2 do Y1, Y2 gây nên trong đoạn này chúng ta đều hướng xuống dưới, đúng không? Thế nên khác không. Vậy thì để cho cảm ứng từ tại cái điểm M này của chúng ta bằng 0 thì B1, B2 phải gây ra là ngược chiều và cái độ lớn bằng nhau, do đó phải nằm bên ngoài. Và dĩ nhiên là phải nằm ngoài và phải nằm gần cái dòng điện mà có cường độ nhỏ hơn. Nhớ chưa? Còn nếu mà nằm gần cái dòng điện có cường độ lớn hơn mà lại nằm gần nữa thì cái từ đã to rồi, cái mẫu của chúng ta nó nhỏ nữa thì nó càng lớn thì không bao giờ có thể có B1, B2 bằng nhau được. Nhớ chưa? Vì vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là Y2 nhỏ hơn. Thế nên là cái điểm mà chúng ta cần tìm nó sẽ nằm ở phía gì? Gần Y2 chúng ta, điểm M đây này. Đấy, điểm M chúng ta ở đây. Và B1, B2 chúng ta sẽ ngược chiều nhau. À, hiểu đại khái như thế. Y1 của chúng ta sẽ gây ra B1 đi xuống, đúng không? Y2 gây ra B2 đi lên này. Đấy. Thế đây chúng ta sẽ gọi cái đoạn này của chúng ta là X gì? Được chưa? Thế đoạn này chúng ta gọi là A. A bằng 10. Bây giờ chúng ta cần tìm X là xác định vị trí điểm M, đúng không? Chúng ta có B1 bằng B2. B1 bằng B2
Do đó chúng ta sẽ có đó là y1 2 nhân 10 cũng trừ 7 triệt tiêu rồi. Y1 chia cho a cộng x sẽ bằng y2 chia cho x. Đấy, thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được x sẽ là bằng a chia cho y1 chia y2 trừ đi 1. Nó na ná giống như là xác định cái điểm mà có vector cường độ điện trường bằng 0, nhưng mà vector cường độ điện trường bằng 0 nó kiểu như này nhưng mà có cái căn. Các bạn hiểu không? Vậy thì quỹ tích của cái điểm M mà có vector cả vòng tử bằng 0 của chúng ta sẽ là một cái đường thẳng song song với y1 y2 và đi qua cái điểm M như ở trên bảng này. Tức là nó sẽ làm sao? Cái đường thẳng này sẽ cách y2 của chúng ta một cái đoạn là x như ở đây, x đây bao nhiêu? 10 chia cho 2 trừ đi 1 bằng 10. Bằng 10 luôn. Đấy, tức là quỹ tích của cái điểm M này chúng ta sẽ nằm trên cái mặt phẳng mà chứa y1 y2. Đấy, và gần y2 hơn và cách y2 chúng ta một đoạn x thì là bằng 10 cm. Được chưa? Nhớ là quỹ tích này không phải một điểm mà là vô số điểm một cái đường thẳng. Đấy. Một đường thẳng. Rồi thì đấy là ví dụ 1, chúng ta chuyển tiếp tới ví dụ tiếp theo. Chúng ta cùng đến với ví dụ thứ 2. Bài yêu cầu chúng ta xác định cảm ứng từ tại điểm O trong các trường hợp như sau. Trường hợp này chúng ta có một cái sợi dây rất dài nhưng ở một cái chỗ này thì chúng ta uốn cái đoạn dây thành một hình tròn có bán kính là R. Ở đây thì cái đoạn này chúng ta uốn nhưng chúng ta vắt qua. Đấy, nó khác biệt ở chỗ như vậy. Thế ở đây trong trường hợp này thì chúng ta đang cần xác định cảm ứng từ tại tâm O. Ở đây chúng ta sẽ coi cảm ứng từ tại tâm O của chúng ta là do cái dòng điện tròn này của chúng ta gây nên và do dòng điện thẳng dài vô hạn này gây nên. Tuy là chỗ này của chúng ta bị uốn rồi nhưng mà cái đoạn dây này là mất đi không đáng kể. Các bạn hiểu chưa? Đấy, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ đi xác định cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài nằm ngang này và dòng điện tròn này chúng ta gây nên tại O. Dòng điện tròn gây nên tại O này của chúng ta trong tình huống này chúng ta áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải, đúng không? Đấy, chiều của dòng điện là chiều của chiều khom. Đấy, chiều khom đây, vậy cảm ứng từ chúng ta đi vào trong. Đấy, cảm ứng từ đi vào trong. Tức là chúng ta nhìn dấu nhân. Đấy, chúng ta hiểu đây là B1 do dòng điện tròn gây ra. Được chưa? Đấy, còn cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài nằm ngang này gây ra sẽ áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải đây. Dòng điện của chúng ta là chiều ngón tay cái chõi ra đây, chiều khom từ cổ tay tới đầu ngón tay của chúng ta là chiều của cảm ứng từ. Vậy thì cảm ứng từ mà đi qua O thì chúng ta là hướng ra ngoài. Được chưa? Tức là chúng ta nhìn dấu chấm. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cảm ứng từ do hai dòng điện này gây nên tại O của chúng ta là ngược chiều. Đấy. Dòng điện tròn thì hướng vào trong, còn dòng điện thẳng dài này thì hướng ra ngoài. Vậy thì cảm ứng từ tổng hợp của chúng ta đây B sẽ là bằng BO, đúng không? Sẽ là bằng 2pi nhân tử chung nhân với 10 ngũ trừ đi 7. À xin lỗi, đây là nhân tử chung chỉ là gì thôi. Đây hai công thức này. Đấy, vậy thì 2 nhân với 10 ngũ trừ 7 nhân với y chia cho bán kính này của chúng ta là R, đúng không? Nhân với 1 cộng với pi. À, xin lỗi. Pi trừ đi 1. Được chưa? Và cảm ứng từ tổng hợp này của chúng ta nó sẽ hướng làm sao? Vào trong. Tức là hướng của thằng lớn hơn. Thằng lớn hơn chúng ta đây dĩ nhiên là dòng điện tròn. Bởi vì dòng điện tròn chúng ta thì có thêm thừa số pi này mà. Pi là 3,14 lớn 1. Đấy, vậy hướng vào trong. B1 chắc chắn là lớn hơn B2. Được chưa? Đấy. Trường hợp này của chúng ta là sao? Dòng điện tròn này của chúng ta thì hướng ra ngoài. Dòng điện thẳng dài này chúng ta hướng ra ngoài. Cả hai thằng hướng ra ngoài. Thế nên là cảm ứng từ này chúng ta tổng hợp sẽ là độ lớn là bằng 2 nhân 10 cũng trừ 7 nhân với y chia cho R. Đấy. Còn trong ngoặc là chúng ta là pi cộng 1. Và chiều của vector cảm ứng từ tại O chúng ta là hướng gì? Hướng ra ngoài. Được chưa? Đấy. Trường hợp này của chúng ta là sao? Trường hợp này của chúng ta thì chúng ta dễ thấy rằng là cảm ứng từ do hai cái thằng này, hai dòng điện tròn này của chúng ta gây nên tại O là dòng điện ngược chiều. Thế nên cảm ứng từ gây ra do hai thằng này là cũng ngược chiều. Thế nên là chắc chắn là cảm ứng từ của chúng ta đây sẽ là bằng, tổng hợp sẽ là bằng 2pi nhân với 10 ngũ trừ đi 7, đúng không? Sẽ là Y1 chia cho R1 trừ đi Y2 chia cho R1. Cảm ơn từ chúng ta thì chúng ta lấy độ lớn nên chúng ta lấy trị tuyệt đối.
tùy từng bài mà chúng ta sẽ xác định được là cảm ứng từ đấy của chúng ta là hướng ra ngoài hay vào trong mặt bảng. Được chưa? Tùy như trường hợp. Đấy, chúng ta phải xem so sánh B1, B2 do I1, I2 gây nên tại tâm của nó nào lớn hơn. Thì đó là ví dụ số 2. Chúng ta chuyển tiếp tới ví dụ 3. Chúng ta cùng đến với ví dụ thứ 3. Có hai ý, ý A bài cho chúng ta đó là ống dây có chiều dài 0,4m gồm 400 vòng dây và có cường độ là 0,2A chạy qua ống. Yêu cầu xác định cảm ứng từ trong lòng ống dây. Chúng ta áp dụng thức này đây. Đúng không? Ý A chúng ta áp dụng luôn. Chúng ta sẽ có là B bằng thuộc công thức nào? Buộc phải thuộc công thức bởi vì chúng ta không có chứng minh, đúng không? Phải thuộc lòng rồi. 4pi nhân 10 cũng trừ 7 nhân với số vòng dây quấn trên ống dây chia cho chiều dài ống dây nhân với cường độ dòng điện chạy qua. Đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có là bằng 4pi nhân 10 cũng trừ 7. Số vòng dây là 400. Chiều dài đổi ra mét là mét rồi, 0,4m. Đúng chưa? Nhân với y 0,2. Đây sẽ là bằng chúng ta sẽ có là 400 chia 0,4 nhân với 0,2 nhân với 4 nhân với 10 mũ trừ 7 8pi nhân 10 mũ trừ 5 8pi nhân với 10 mũ trừ 5 Tesla xấp xỉ. Được chưa? Ý B. Bài cho chúng ta đó là ống dây được quấn bởi sợi dây có đường kính là D bằng 0,5mm. Các vòng dây thì được quấn sát nhau cho dòng điện chạy qua ống dây của chúng ta là 0,2A. Bài hỏi chúng ta là cảm ứng từ trong lòng ống dây là bao nhiêu? Công thức của chúng ta chỉ có duy nhất như này thôi. Tuy nhiên ở ý B người ta không cho chúng ta N và L. Vì vậy mà chúng ta sẽ phải biến đổi N và L theo những dữ kiện mà ý B người ta cho. Ý B người ta cho chúng ta duy nhất đó là đường kính của gì? Của sợi dây của chúng ta mà thôi. Thì chúng ta thấy như này, gọi chiều dài của ống dây của chúng ta là L, đúng không? Đấy, vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là ví dụ như chiều dài ống dây của chúng ta đây. Thế bây giờ cứ quấn một vòng dây thì nó lại chiếm mất một cái đường kính của sợi dây của chúng ta như này. Dĩ nhiên là chúng ta quấn thì cái sợi dây của chúng ta nó sẽ chiếm một cái đoạn trên ống dây của chúng ta chính là cái đường kính của nó, đúng không? Đấy, ví dụ đây là một sợi dây quấn này, một vòng dây quấn này, hai vòng dây quấn này, ba vòng dây quấn này, bốn vòng dây quấn, đúng không? Và mỗi một cái vòng dây này của chúng ta quấn vào thì nó chiếm một cái đường kính là gì? Là D. Đấy, mà chiều dài này của chúng ta là L. Đấy, vậy thì chúng ta muốn tính cái số vòng dây quấn trên ống dây là N, thì chúng ta sẽ lấy chiều dài của ống dây chia cho gì? Chia cho D. Vậy từ đây chúng ta suy ra công thức của chúng ta bây giờ. Nếu như trường hợp người ta cho chúng ta đường kính của sợi dây quấn và trường hợp quấn sát ấy, thì B chúng ta bằng 4pi nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với 1 chia cho D nhân với I, tức là I chia D. Và nhớ D chúng ta tính bằng mét. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy, N chia L bây giờ 1 chia D. Thế công thức chúng ta chuyển thành như thế kia. Vậy chúng ta cho số vào là xong. 4pi nhân với 10 mũ trừ 7. Đấy. Nhân với y bằng 0,2 chia cho 0,5 nhân 10 mũ trừ 3. Đấy. Và đây ra xấp xỉ là 5 nhân 10 mũ trừ 4. Đấy. Thì các bạn nhớ thầy trong cái trường hợp mà ý B thì công thức của chúng ta sẽ là như thế này. Thấy chưa? Rồi. Thì đó là ví dụ thứ 3.